khoảng 12 giờ mấy là nó đi, mỗi khi là 8 giờ tối, hơn 8 giờ tối. Nhưng mà bây giờ thì không có giờ giấc gì hết, sáng sớm nó cũng đùa, rồi trưa nó cũng đùa, rồi tới ngày hôm qua khi 1-2 giờ nó cũng còn nghe tiếng nữa. Càng ngày càng đông, càng ngày càng đông, có nhiều khi lên tới mấy trăm chiếc luôn á, không phải lễ đâu. Tụi còn cổ vũ, tụi cổ vũ mà đứng hai bên đường là đây hết trơn. Người đi đường người ta không dám đi luôn á, chứ người ta thấy là đua là ta lo ta dạt qua hết hai bên đường à. Đội cảnh sát giao thông cũng đã nắm bắt được tình hình này và cũng đã rất nhiều phương án kế hoạch bố trí lực lượng để xử lý các cái đối tượng này. Nhưng các đối tượng này tụ tập thì chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là giải tán, cho nên là xử lý cái này cũng rất là khó khăn. Trong cái thời gian tới thì đội cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn và sẽ sử dụng các cái hình ảnh như hệ thống camera và các cái tư liệu và clip, sẽ mời các đối tượng này lên để xử phạt nguội.